Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft From the Fog. Ở tập trước thì chúng ta đã có một người bạn mới có tên là Tiso ha. Mà trước đây Tiso chính là ác quỷ Slumbering Omen đó các bạn. Sau khi được thanh tẩy thì bạn ấy trông rất là dễ thương ha. Đã vậy còn có thể giao cho mình nhiệm vụ nữa cơ. Đây, mình nhấn vào phần nhiệm vụ ha. Tiso có đề cập tới Daraku. Hình như là kiểu muốn mình thanh tẩy luôn cho Daraku hay sao á. Ok, được thôi. Có duyên thì tôi sẽ thanh tẩy giúp Daraku giùm Tiso nha. Còn bây giờ thì để mình chế tạo một ít đồ trước khi lên đường đi săn vật tổ trường sinh ngày hôm nay các bạn ơi. Đầu tiên mình sẽ cần lấy kim cương nè. Tiếp theo là vàng và một ít sắt. Rồi lần lượt mình sẽ làm từ Bed Iron Golem. Đây là Bed sẽ giúp mình có khả năng sở hữu trái tim hấp thụ khá là tốt các bạn ơi. Đỡ phải ăn táo vàng. Kế đến sẽ là Bed Mèo. Em Bed này sẽ cho mình khả năng nhìn trong bóng tối. Những lúc mà đi đêm mình sẽ đỡ sợ hơn ha. Thứ ba sẽ là Bed Gà. Em này thì cho mình tốc độ để có những pha bứt tốc và chạy thoát những con quái vật nguy hiểm. Mình nghĩ đây là một trong những em Bed rất là quan trọng đó. Và cuối cùng sẽ là Bed Cái Giường. Em Bed này sẽ cho phép mình ngủ mỗi lúc mỗi nơi mà không có mất điểm spawn ha. Và để chứa tất cả thức ăn của Bed thì mình sẽ làm thêm một cái túi đựng đồ ăn nữa. Tóm thêm một viên kim cương để những cái em Bed của mình không có bị đói. Từ đó giúp mình có thể đi khám phá và sử dụng được sức mạnh của những em Bed này. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi, sửa nhẹ cái khiên và chúng ta sẽ bắt đầu lên đường tiếp ha các bạn. Hôm nay là mình sẽ đi chắc là vài ngày thiệt á. Quyết tâm rồi, mình phải tìm cho bằng được cái vật tổ trường sinh để thực hiện cái mục đích của mình ha. Rồi, lên đường thôi người ơi. Ừ, mà trước khi đi thì mình sẽ quan sát xung quanh coi có xuất hiện thêm cái chữ nào chưa. Bên kia chữ B rồi, chữ R. Còn đâu nữa ta, bên kia là chữ O. Hình như chưa có chữ H các bạn ơi. Ủa, gần nhà mình chưa có chữ H. Ừ, chắc không sao đâu, giời. Phải có biến là bữa giờ có biến lâu rồi. Chắc là hắn chỉ dọa mình thôi các bạn à. Ok. Ồ, nhà của ai vậy? Mình sẽ ghé qua thử coi coi đây là nhà của ai ha. Hello? Không có ai ở nhà. Có đường đi lên trên lầu. Ý, à, đây là ngôi nhà chứa những cái khẩu súng trường các bạn ơi. Ô, mình lượm được thêm mấy viên đạn. Khá ngon. Vậy là mai mốt súng mình lại có thêm đạn để bắn rồi. Bữa giờ mình không có dùng súng để bắn nhiều các bạn à. Ủa? Ủa, hình như chỗ này gần cái ngôi làng mà ở tập trước chúng ta đã thanh tẩy cho Tiso hay sao nữa. Đúng không? Ui, chuẩn luôn. Cái chỗ hôm qua nè. Wow wow. Mình đánh dấu lại luôn các bạn ơi. À, đây sẽ là ngôi à, cái gì vậy? Mark of the Void. Hả? Ui, sao mình bị dính cái uống gì vậy? What the hell? Làng tuyết. Ý. Trong làng còn có golem lạ nữa kìa. Golem nấm các bạn ơi. Còn gì khác không? Không biết là những cái con quái vật ở tập trước nó còn ở đây không nhờ. Có vẻ là bọn chúng đã đi hết rồi các bạn. Ừ, vậy thì đỡ. Chúng thôi mình lại mang tiếng là báo làng nữa. Trời đất ơi, hôm qua là đúng kiểu mình báo làng luôn chứ còn gì nữa. Thôi, nay mình sẽ không ở gần làng nữa mà mình sẽ lên đường ha. Tại vì mình vẫn chưa tìm được cái cánh rừng gỗ sò sẫm hoặc là cái hiệu ứng điềm xấu ha. Ví dụ mà mình có hiệu ứng điềm xấu chắc mình quay lại mình báo làng thì các bạn ơi. Lỡ báo ở tập trước rồi báo thêm lần nữa chắc làng cũng không có bỡ ngỡ đâu. Ủa? Ủa? Oh no. Ui, ở đây có một em sói bị ăn thịt hay sao nè. Ui, tội nghiệp vậy. What the heck? Cái con nào đang ăn thịt em sói vô tội vậy ta? No. Vậy là ở đây cũng đã từng có biến nha các bạn ơi. Hả? Hết em sói, bây giờ là tới một em cáo. Ơ kìa. Sao mình liên tục gặp những cái sinh vật bị sát hại rất là dã man luôn á. Lại một lần nữa mình đi vào một cái cánh rừng ghê rợn rồi. Kìa. Distant One. Ô mày chuối. Có điềm nha. Có điềm thiệt nha. Ê,
con Midnight Lurker. Đi 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 xa ra nó xíu các bạn, không thôi là nó dí mình đó. Lại gần quá là nó dí mình chắc luôn. Ê, ê cái con 1000 máu đúng không? Ê, con gì á? No 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 no. Oh my god. Đây là cái con Voicen DC Blair gì nè các bạn. Ý, đang ra cư nữa. Ủa đây là. Ui. Ây. Ây ây. Đây là đa ra cư nguy hiểm rồi. Chứ không phải đa ra cư mà mình có thể thanh tẩy hay sao á. Rồi rồi. Thử thôi thử. Nào 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 nào. Đa ra cư. Bình tĩnh bình tĩnh. Rồi. Ui văng lên đọt cây rồi. Trời ơi quánh kiểu gì mà văng lên đọt cây luôn. Ok. Ôi mình thanh tẩy được đa ra cư luôn hay gì kìa. Nice. Hình như mình thành công rồi các bạn ơi. Mình đã biến đa ra cư trở lại cái hình dạng thân thiện rồi. Oh, mình làm được rồi các bạn. Yay. Đây nè. Ôi, tính ra hình như mình vừa hoàn thành luôn cái nhiệm vụ mà ở nhà Tiso nhờ mình làm á. Wow. Được ấy chứ. Mình còn đồ ăn không vậy? Mình quá, mình có đem theo lúa mì nè. Mình sẽ chế tạo một ít bánh mì ha. Hết đồ ăn rồi các bạn ạ. Đây, được thêm 20 mấy ổ. Wow, và đây là Daraku ở hình dạng không hung dữ nè các bạn. Trông cũng hơi hơi mignon ha. Mình có thể nói chuyện ha. What do you want? I hope you dig down into... Ok. Rồi, nó muốn mình hình như lọt vô nhung nham hay gì các bạn ơi. Nói chung thì còn món quà thì sao? À, cho tôi quà đi. Tôi mới thanh tẩy cho Daraku mà. Cho tôi quà đi. Yêu. Không cho mình quà luôn rồi các bạn ơi. Ôi. Ôi. Ôi mình mới thấy cái bóng dáng của ai nữa các bạn ơi. Ủa mất tiêu rồi. Kìa. Lãng. Ủa mày chui. Ý. Trời ơi con Yeti. Không ổn mày, không ổn mày đại dương ơi. Lấy em bét gà ra. Em bét này sẽ cho mình chạy nhanh. Sau đó thì mình sẽ ẩm Daraku đi về ha. Ui. Ui chạy 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 chạy. Bây giờ đi chưa quá xa nên mình nghĩ mình có thể chạy về nhà được á các bạn ơi. Nhưng mà việc cần làm của mình bây giờ đó chính là để coi coi mình sẽ thả Daraku ở đây đi. Ok. Chứ để ngoài thì mình sợ mấy anh golem cao to đen thơm thơm của mình á đục cho knock out luôn á. Ồ, và đây. Hình như mình đã thành công làm nhiệm vụ của Tiso đúng không? Ủa? Để coi coi Tiso có cho mình gì không nha. Ui Tiso nói gì nhiều dữ vậy? Mẹ ơi đã trình độ ính lịch có hạn rồi. Oh my gosh. Ủa kìa. Ủa sao tối thui vậy? Quay 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 quay. Oh my god. Cái gì ở ngoài vậy? Ui hình như có cái con ác quỷ nào đó. Hả? Ui con man from the fog mới bị mấy anh golem đục các bạn ơi. Wow. Ra là vậy. Trời ơi tính ra mấy có mấy anh này đỡ thiệt ha. Ảnh mới giúp mình hạ được một cái con nguy hiểm. Chưa để mình xuống dưới mình nghiên cứu những gì mà Tiso nói cái đã. Con skin stalker các bạn ơi. Nhưng mà nó bị mấy anh golem của mình đập văng dính dách kìa các bạn. Úi xây. Nó muốn chạy mà chạy không được kìa. Úi xây trời ơi. Chạy chạy chạy. Chạy đâu. Chạy đâu. Chạy đâu con sóc. Chạy đâu. Chạy đâu. 3 đến 1 không chộp cũng què. Xuất hiện ở căn hầm của ta hả?
Rồi rồi rồi, coi lại. Ủa? Ủa, nó mất tiêu rồi. Ủa, mất tiêu cái nhiệm vụ rồi. What? Thôi, coi như là mình làm xong được cơ bản đi ha. Mình sẽ tiếp tục lên đường để chúng ta đi tìm cái vật tổ trường sinh thôi các bạn. Bữa nay vậy mà mình vô tình thanh tẩy được thêm một ác quỷ mà hay săn đuổi mình á. Wow, hai ngày liên tiếp luôn các bạn ơi, quá đã luôn ha. Có điểm á, nay có vẻ là mình cũng khá là may mắn đây. Hy vọng là sớm tìm được vật tổ trường sinh mang về nào. Ui, hồi nãy cái chân của cái con DC Ble nó có thể giúp mình chế tạo được vũ khí nè các bạn ơi. Được quá chứ. Cất, từ từ về nhà mình chế tạo vũ khí sao ha. Ban đêm thì cánh rừng này mới đáng sợ thôi, chứ ban ngày thì có ánh nắng các bạn, nên là mình cũng đỡ sợ hơn một tí. Ê, cái gì vậy? Ủa, vừa mới nói đỡ sợ, nó xuất hiện cái hiệu ứng có điểm các bạn ơi. Cơ. Ôi no, ban ngày đó đừng có xuất hiện gần tôi. Ui, một chỗ này quen vậy ta. Ui, mấy cái chỗ này nếu mà mình đi buổi tối là dễ gặp cái con bự bự. Có cái đầu lo là... À, con Siren Head. Ồ, dễ gặp lắm á. Nhưng mà nay mình hên, mình không gặp nó các bạn ơi. Rồi đây là chỗ gì nữa đây? What? Ủa? What? Đây là... khu vực gì vậy? Lạ vậy? Trong rừng này cũng có mấy cái chỗ trông rất là kỳ lạ nha. Thôi. Cái gì không biết thì tốt nhất chúng ta đừng có... tò mò. đi lẹ các bạn ơi, rời khỏi đây lẹ thôi. Ui tòa tháp gì vậy? What the heck? Hai tòa tháp luôn các bạn ơi. Wow, để mình qua đó kiểm tra thử coi. Ui hồi nữa đây có nước các bạn ơi, số mình còn hơn. Không biết là trên đó có ai canh gác không nhờ. Để mình kiếm cái cầu thang cái đó. Ủa không có cầu thang. À đây. Nó có cầu thang ở bên hông các bạn ơi. Nhảy lên. Rồi, cẩn thận mà trèo lên nè. Hai cái này thì nó tương tự nhau á, nên là mình chỉ cần khám phá một cái thôi là hiểu vấn đề luôn. Ê, chỗ này bị bỏ hoang rồi các bạn ơi. Ui no, cái gì vậy? Trong này hình như có dấu vết. Cái này là giống như trang trí, giống như là máu vậy đó. Ui, buổi tối ngày 1 vào lúc 1:34. Oh my god, coi có cái gì lạ lạ không. Ui, ngày 3 là bắt đầu cảm thấy kỳ lạ rồi nè. Không thấy mọi người đi xung quanh. Ngày thứ 8. Ủa, đêm thứ 8 chứ. Cảm giác là hơi khìn khìn rồi đó. Thấy một cái thứ bóng tối kỳ lạ ở trong cái cánh rừng. Oh my god, hình như đó là cái nhật ký đi gác đêm của cái người ở trong tòa tháp canh này nè các bạn ạ. Wow, có thể là tối mình sẽ trở lại đây coi có chuyện gì kỳ lạ hay không ha. Còn giờ ban ngày thì chả thấy gì hết các bạn ạ. Mình bị chặn đường rồi các bạn ơi. Ê, một cái quái vật gì trên núi nữa vậy? What? Ây da! Ow! Ôi trời, mình bị chiến binh này đánh. Yêu! Ây da! Từ từ. Trời đất ơi, mình bị hiệu ứng bất lợi rồi. Không biết pet bò có thể giúp mình giải cái lời nguyền này không? Từ từ. Cái con nào đánh mình vậy? Có con đó. Có con gì đó nó đánh mình các bạn ơi. Là kẻ sát nhân. Ui không. Ui chuồn lẹ. Ai. Trời đất. Oh my gosh. Ủa. Ủa, con quái vật đâu rồi? Hồi nãy mình mới thấy con quái vật gì trên này mà. Ui no. Ủa. Ủa, mình nhớ mình có làm bét bò mà ta. Ui, đâu rồi? Bét bò mình đâu rồi? Yêu, mình bị dính cái hiệu ứng curse mark gì nè các bạn ơi. Kiểu như một cái ấn của cái con quái vật kia. Ê, cái cục băng gì vậy?
Hey Spike. Hả? Con kia nó để lại hả? Đúng không? Dạ, trời, Zombie bị lời nguyền Herobrine. Ờ đúng rồi, hình như có cái con quái vật băng hồi nãy nó để lại các bạn. Rồi, nay tên Herobrine còn dắt đệ thứ dữ theo nữa. Ô mày chui. Yêu. Thôi. Đi thôi, ấy. Ở đây có một dân làng. Ê, có chừng. Có một dân làng bị xử lý hay sao rồi. Ê, ôi trời đất ơi, bị hội đồng nhiều vậy. Mất vũ khí luôn rồi. Ui không. Chạy các bạn ơi. Cô biến. Hả? Đây là con Cụ bị thịt giữa cánh đồng luôn. Kinh dị thiệt sự luôn á. Không biết là mình có thể sống sót sau khi hết hiệu ứng kia không nữa. Còn mười mấy giây thôi các bạn ơi. Có điểm rồi. No. Mong là một thứ sẽ ổn. Ủa cái gì vậy? Ê. Ây à. À sau khi hết hiệu ứng thì sẽ có những cái hồn ma đỏ này xuất hiện các bạn ơi. À. Ủa, may quá. Mình không ngẫm. Vậy là quý rồi. Ok. Sau khi xử hết mấy cái hồn ma đó thì mình đã tạm thời an toàn. Nhưng mà khoan, mình mới phát hiện ra một khu vực cực kỳ kinh dị luôn các bạn ơi. Đây là những cái bức tượng mà đúng không? What? Ê, con skin stone cơ. Ủa sao màn hình của mình bị dính tuyết luôn rồi? What the heck? Mình sẽ đào mấy cái này ra thử coi. Oh, mình có thể lấy được những cái snow angle. À, đây là những cái snow angle các bạn ạ. Oh, không biết nó có công dụng gì không á. Mình lấy trước hai cái để dành đi. Ok, đi ra khỏi vùng này thôi. Mình cảm thấy bất ổn ở khu vực này lắm nha. Yêu. Rồi, trời cũng đã sáng lên rồi. Yes. Ok. Tín hiệu tốt các bạn ơi. Nữa hả? Lại có cánh rừng Slenderman ở đây các bạn ơi. Đúng không? Ủa? Nhưng mà cánh rừng Slenderman này lạ lắm. À không. Có cái đuốc này lẽ nào? Đây là nơi Herobrine từng xuất hiện. Ê, mình có đọc ở một số chỗ người ta bảo rằng những cái cánh rừng mà trụi lá thường là dấu hiệu của Herobrine nha. Ê. Cẩn thận mới được các bạn ơi. Có dấu hiệu của hắn rồi. Đồng thời ở đây nó còn có ngôi nhà. À không, cái tháp canh giống như hồi nãy hả? Mình mới tìm nè. Và thêm một cái nhà gì đó. Ok, mình sẽ thử khám phá coi. Chẳng lẽ đây là nhà của hắn trời. Mình thấy cũng to lắm nha. Có cổng vô không? Ủa, có cổng vô luôn. What? Có nút gì nè. Ủa, cái nhà gì nhiều nút dữ vậy? Có cầu thang đi lên. Ủa, dân làng. What the hell? Đây là chỗ của dân làng hả? Ồ. Là mình sợ quá trời. Không sao các bạn ơi, đây là chỗ của dân làng thôi. Ê, nhưng mà cái cây của dân làng có giấu cái rương nha. Ui, bom nổ. Ủa? À, cái tiếng giống bom thôi các bạn. Chứ không phải bom nổ. Giật hết cả mình. Nhưng mà phải công nhận á, là khi mà mình gặp được một cánh rừng mà cây nó không hề có lá như vậy thì trông cũng khá là ghê rợn ha. Hên là mình gặp vào lúc ban ngày nên là cũng đỡ sợ hơn tí. Ok, đây là cái vùng đồng bằng. Nhiều khả năng là chúng ta gặp được chỗ của bọn cướp dân làng á các bạn. Chắc là mình sẽ cày vật tổ trường sinh bằng cách là kích hoạt hiệu ứng điểm 6 thôi. Chứ tìm cái cánh rừng gỗ sồi sẩm bữa giờ là không có tung tích luôn á. What?
What the heck? Trời ơi. Ui ui. Giật hết cho mình à. Không biết là cái bác này bán cho mình cái cục này có công dụng gì ha. Cassette Blazer. Ok. Cái này. Cái này đặt xuống hả? Oh. Mình có thể để cái gì vô đây để chúng ta chơi được nè các bạn ơi. Phát âm thanh hoặc là phát video. Được á. Lỡ mua rồi mang về luôn đi. Cái người. Ê, cái người này quen quen ta, như lúc đầu mình đã từng kích hoạt cái người này rồi. Đó. Mình đụng vô người ta sẽ cho mình một cái lab key gì nè. Ui. Wow. SCP Creepy Pasta Character gì nè. Ui. Cái người này vừa nhắc tới SCP các bạn ơi. Hình như đó là những cái sinh vật kỳ dị đúng không? Ui. Gần đây còn. Wow. Kế đây còn có cái căn cứ của bọn cướp dân làng các bạn ơi. Quay. Được ấy ta. Lên đẳng coi thử. Có cái tên mà có lá cờ trên đầu không? Ê, bắt ngựa lại. Định làm gì? Ui da, ai da. Đồng phết đấy nha. Muốn test súng không? Chưa. Cái tên này là phải cho hắn ăn đạn các bạn. Ui. Wow, tên nó trâu vậy. Một phát không hạ được. Khá đi chứ. Ê, nhưng mà không có cái tên cầm lá cờ các bạn ơi. Hơi tiếc ha. Thôi, sẵn đây thì mình sẽ giải cứu cho anh người sát luôn. Ê, cũng có Alay bị bắt cóc nữa kìa. Mình sẽ giải cứu cho cả Alay luôn á. Anh người sát này cũng vậy. Ok, mấy anh được tự do rồi đó. Xử hắn, đúng rồi. Yeah. Rồi, đợi thôi các bạn. Hôm nay là đợi cái tên mà cầm lá cờ xuất hiện để chúng ta có thể farm thôi á. Rồi, tranh thủ mình có thể đi vô trong này. Để chúng ta loot coi bọn chúng có cất đồ gì bên trong không ha. Lỡ ngớ là có đồ ngon thì sao? À không. Không ngon lắm các bạn ơi. Ê. Cái gì đây? Đúng rồi, bắn đi. Cướp dân làng, bắn hăng. Bắn vô mặt hăng. Ui. Tên cướp dân làng rén hắn hay sao á. Ôi trời. Ôi các bạn nhìn kỹ vô cái cây nha. Cái cây đó. Ủa mình có ảo giác không nhờ? Ôi mình không ảo giác đâu các bạn ơi. Thiệt cái cây có cái mặt. Ôi trời sắp tối rồi. Đi ngủ được chưa? Đợi xíu nữa mình sẽ dùng bét giường để mình ngủ ha. Mình không muốn thức đêm đâu các bạn. Nguy hiểm lắm. Ok. À, quay, tính ra có bét này ngủ nhanh lắm các bạn ơi. Đụng vô cái là ngủ qua đêm luôn à. Quá đã ha. Ủa, đây rồi. Ê. Từ từ. Ê, con Fevrim. Lại đây. Ê. À, dám đánh Golem hả? À, cái con này. Sắc. Ui. Vô. Anh người sắc đã đục cái con Fevrim ngụm củ tỏi luôn các bạn à. Quay, anh này lực thiệt sự. Nice. Ai vô. Tiếp tụi anh người sắt ơi. Ui, lắc rồi. Đừng có giăng game. No. Tí nữa là mình với anh Golem là hội đồng được cái con kia rồi. Thiệt luôn á, cái con đó lâu lâu nó xuất hiện mấy pha khó đỡ thì các bạn à. Nó xuất hiện trong này nè. Không nổi không? Ừ. Vẫn còn tên cướp dân làng đây. Mình sẽ xử nốt cái tên này rồi sau đó đi báo làng sao hết các bạn. Thôi, mấy anh ở đây mạnh giỏi nha. Tôi đi báo làng đây. Really nigga. Cái làng này to phết các bạn ơi. Cái làng này báo là đã luôn nè. Được. Chắc không sao đâu. Rồi, vô và bắt đầu báo cái làng này để chúng ta cày vật tổ trường sinh ha. Và bây giờ mình cũng tương đối mạnh. Ê con bò này. Ê nó bị dính lời nguyền Hero Pride. What the hell. Mà xử nó không thôi là nó vô nó lay cho dân làng đó. Ui có quả bay tới luôn kìa các bạn ơi. Điềm báo đó. Rồi, mình sẽ đứng ở ngay trung tâm làng và đón nhận những cái đợt xâm lược của bọn cướp dân làng ha. Đây. Đấy, cứ mỗi tên là mình cho một hit thôi. Ê. Ui. Rồi.
Tí nữa là cứu không kịp bé dân làng rồi. Yêu. Trời ơi, đang đánh nhau với cướp dân làng mà cũng bị hù nữa. Sống nổi không? Ok, đợt đầu vượt qua khá dễ ha. Hy vọng là những đợt sau mình vẫn sẽ vượt qua nhanh gọn lẹ giống như vậy. Trời ơi, bác kia đi đâu lạc tức túc ngoài kia dữ vậy. Rồi, mấy con này lại đây. Xong phen, đợt 2 cơ bản cũng khá là dễ ha. Mình cần tới cỡ đợt 4 quá thì mới xuất hiện những cái tên pháp sư, rồi từ đó mới lập được Phật tổ trường sinh các bạn ạ. Cố lên, cố lên. Kìa, có tên pháp sư chưa? À, vẫn chưa. Oh no. Ui, nhưng mà có cái con quái thú cướp bóc này. Ây da, con này được bà phù thủy hồi phục ạ. Thiệt tình luôn, bà phù thủy đâu? À, lọt dữ. Ok, trời ơi. Đi cướp không lô cướp. Nhảy xuống đây. Chơi đồ hả? Cái bà phù thủy này hư hỏng thiệt các bạn ạ. Ê, trong làng có quái vật rồi. Ui no. Thôi kệ. Giờ lo xử mấy tên cướp này trước các bạn ơi. Có tên pháp sư chưa? Ui, đợt này vẫn chưa có tên pháp sư nha. Nghĩ nghĩa lại coi, bọn chúng biến mất chưa vậy? Chứ một hồi. Ui, còn các bạn ơi, con Yeti vẫn còn. Cái con đó là một trong những nguyên nhân gây lắc máy đó. Thôi coi đợt này. Tôi dí mình rồi. Thôi. Trời ơi. Ở đây tên pháp sư. Đây rồi, xử hắn. Yeah. Và ủa, Phật tổ đâu? Ở đây. Mình đâu có Phật tổ các bạn ơi. Ui da. Có một mình thôi, nên là cái việc mà cân cái đống bọn cướp thì cũng hơi oải một xíu. Nhưng mà không sao, mọi thứ đang dần vô tầm kiểm soát của mình ha. Bà phù thủy chơi đồ nè. Rồi còn hai con nữa đâu ta? Ở đây. Và ở đây nữa. Alright. Xong chưa? Ui, vẫn còn. Ủa, hết rồi. Ok. Trời ơi, cuộc xâm lược của bắp vậy. Cho mình đúng một cái con pháp sư à các bạn ơi. Thôi kệ. Có được một cái vật tổ là cũng quý rồi. Ok. Giờ thì mình đã trở thành người hùng của ngôi làng. Để mình vô trong làng mình coi có gì mình mượn mang về được không các bạn. Ôi trời, bác này bắn pháo bông dữ vậy. Ui. Ê, Herobrine như mới nhập vô cái bãi dân làng này các bạn ơi. Không được. Đối tượng nguy hiểm. Phải cách ly liền các bạn ạ. Không để đi lây cho những bãi dân làng khác được. Ồ, đã vậy mình còn cảm thấy có con gì đó đang săn lùng hay sao á. What the heck. Ở đây là cái chợ của làng nè. Ở kìa. Ê, con gì mới chạy ngang vậy? À, mèo, hết hồn. Ở đây thì không có bác thủ thư nào ha. Chợ có làng không tấp nập lắm. Ui trời ơi, không bật shader mà cũng thấy ghê phết đó các bạn ơi. Lưu cái làng này lại đi. Coi. Ôi thiệt à. Trong làng không có bác thủ thư nào hết rồi. Thôi, nếu vậy thì chắc mình cũng không mặn mòi gì ha. Đi về thôi các bạn ơi. À, mình sẽ dịch chuyển tới cái làng tuyết. Tại vì cái làng tuyết này khá là gần nhà mình á. Rồi từ đây mình sẽ đi về nhà cho nó gần ha. Ok. Sau một ngày dài khám phá được đi ngủ thì... Ủa? Ơ khoan. Đã ra cư đâu rồi? Wait what? Hả? Ui, Đã ra cư biến mất rồi các bạn ơi. Ôi không. Trời ơi, mới đi khám phá xong về đón nhận tin dữ rồi các bạn. Daraku mình mới thanh tẩy á, đã biến mất không để lại dấu vết gì rồi. Hay da. Sukana dạ. Thôi, tạm thời gác qua chuyện đó đi. Giờ thì mình sẽ sử dụng cái vật tổ trường sinh sau khi mà đã săn được, để chúng ta chế tạo thành cái Totem of Granny. Đầu tiên mình cần phải làm những cái tro trước ha. Đây, mình sẽ làm tầm một stack đi. Sau đó thì mình sẽ cần thêm kim cương đấy nha. Được đủ không trời? Ui, 9 viên, dư luôn các bạn ơi. Vừa đủ dư luôn. Rồi, bấm công thức như vậy. Chúng ta sẽ được những cái Ash Diamond. Và từ Ash Diamond này,
mình sẽ kết hợp với cái totem để chúng ta tạo thành totem of Granny ha. Và chắc nhiều bạn cũng biết Granny là một cái nhân vật rất là ghê rợn luôn á. Cái này là bà ngoại thứ dữ các bạn ơi. Thế nên là mình sẽ không có triệu hồi bà ngoại thứ dữ này ở trong nhà đâu, mà chúng ta sẽ xuống hang ha. Rồi, dẫn bà ngoại xuống hang coi coi bà ngoại Granny này sẽ trông như thế nào đây. Ôi dồi, bà ngoại hung dữ quá các bạn ơi. Ấy da, au. Nè nè nè, trời ơi. Ui à. Ui. Rồi. Ví dụ mình không mặc giáp, ôi không đụng được. Không mặc giáp lỡ bà ngoại bằng thịt mình luôn rồi sao? Bà ta chính là nhân vật cực kỳ nguy hiểm ở trong tựa game cùng tên ha. Yêu mà hôm nay mình lại triệu hồi. Ấy ví dụ mình tiêu diệt cái nhân vật Granny này thì mình sẽ nhận được cái gì không ta? Ơi tò mò các bạn ơi. Lúc đầu mình tưởng là nhân vật Granny này á sẽ rất là mạnh cơ, nhưng mà không ngờ chỉ có 70 mấy máu thôi các bạn. Mình sẽ tốn đâu đó cỡ 4 hit. Ok. Là có thể đánh bại được rồi. Oh. Và sau khi đánh bại mình sẽ được Granny Bat. Cái món đồ này có sức tấn công là 13 dam các bạn. À, nhưng mà nhìn nó cũng khá là ghê ha. Trên đó kiểu như dính máu hay sao á. Yêu. Công dụng chỉ có vậy thôi hả? Trời ơi. Vậy là không giống như quảng cáo rồi. Tại vì mình coi cái tựa game Granny, các bạn thấy Granny rất là ghê luôn, nhưng mà cũng là Granny trong Minecraft nhưng mà nó lạ lắm các bạn ơi. Ok, coi như thử một lần cho biết đi ha. Nhưng mà thiệt sự là hôm nay mình khá là buồn luôn vì mới có được Daraku dẫn về nhà phiên bản Kute for my way giống như Tiso nè, nhưng mà lại đi mất tiêu rồi, không biết đi đâu nữa. Thôi, vậy là chúng ta đã có được thông tin mới ha, là mình có thể dùng cái Gen of Nullification này để chúng ta thanh tẩy cho Daraku. Và sắp tới mình sẽ thử làm lại cái nhiệm vụ mà Tiso giao cho mình coi. Chắc là phải làm đúng nhiệm vụ thì Daraku mới không có biến mất đó các bạn. Ok, và hôm nay công nhận khi mà chế tạo được những cái embed mới á thì đã giúp mình trở nên mạnh hơn rất là nhiều các bạn ạ. Hy vọng là sắp tới chúng ta có thể tận dụng sức mạnh này để tiêu diệt những con quái vật nguy hiểm khác ha. À, mà bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Lovefruit cũng như là Game Pass thì có thể ghé qua shop của Lập nha. Lên shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong From the Fort. Bye bye.